Ok, hello, xin chào năm sĩ anh em nha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay lại là mình đây, Phước Phù Hồ. Phước lại làm video và được gặp lại tất cả mọi người ha. Buổi sáng hôm nay rất là trong lành và mát mẻ. Thời tiết lúc này se se lạnh đó mọi người, cảm giác rất là tuyệt luôn. Và Phước thì không thể ngủ nướng được bởi vì Phước phải dậy sớm và còn khá là nhiều công việc. Và cái công việc đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay thì Phước sẽ dắt tất cả anh em luôn đi thăm lại 10 cái chú rùa trên Nippon, 10 cái chú rùa mini mà hôm qua Phước vừa mới nhận được đó. Phước nôn lắm, sáng để ra thăm lại 10 em nó, coi tối qua như thế nào rồi, rồi chuẩn bị cho các em nó ăn. Phước sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong nha. Mọi người đi theo Phước nè, mọi người đi hướng này nha. Phước để ở đây, Phước có set up đèn cho mấy em nó cũng đẹp lắm. Phước để chung dưới mấy con cá beta của Phước nữa nè. Phước bỏ trong cái khay kem này. Đây chỗ này nè mọi người. Đây, tanh 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 tanh. Hello. Hello mấy con. Chào buổi sáng nha, chào buổi sáng nha. Dậy đi, dậy đi. Ơi, dậy đi, dậy đi. Ủa sao có thấy có mấy con nó mệt mệt rồi mọi người. Ở cái con này. Rồi xong. Ôi bé này hết nhúc nhích rồi mọi người ơi. Trời ơi, xong rồi. Mà cũng không hiểu sao luôn á. Chết hết một bé rồi mọi người ơi. Đây nè. Chắc cũng vừa mới chết là không chết lâu đâu. Hết nhúc nhích rồi Dạ mọi mọi người. người. Rất là buồn luôn. Không biết còn con nào nữa không ta. Sao mà mới sáng ra chết một con rồi. Bây giờ bỏ bỏ em nó qua đây nha. Sau khi dậy, trời ơi chưa cho ăn nữa mà. Thôi xong rồi. Phước bỏ qua đây Phước kiểm tra nha. Bé này còn nhoi nè anh em. Đây bé thứ hai còn nhoi nè. Cái ông kia ông chổng bốn chân lên trời luôn rồi. Em bé này cũng vậy. Những cái chú rùa baby này là thật sự ra thì Phước cũng chưa có kinh nghiệm á mọi người, chưa có kinh nghiệm để chăm sóc mấy bé cho lắm, cho nên là khi mà anh em nào mà có rành nhiều rùa á, anh em xem kênh Phước á, anh em hướng dẫn cho Phước với nha. Thì thật sự ra là Phước vừa mới nhận 10 cái bé rùa mini này về. Ngày hôm qua thì mọi người thấy đó, 10 bé còn rất là khỏe. Đó rồi Phước cũng để nước thấp. Rồi tối thì cũng có che lại nữa. Để cho mấy bé không có bị lạnh á. Mà sao sáng ra ben hết anh em mà. Phước không hiểu nguyên nhân tại sao luôn á. Bé này còn nhoi nè mọi người. 2, 4, 6, 7. 7, 7 bé rồi. 7. Đây là bé. Bé thứ 8. Bé thứ 8 anh em ha. Đó. Bé thứ 9. Đó. Rồi. Như vậy không biết là ngày mai có mắc thêm nữa hay không, nhưng mà buổi sáng hôm nay rất là buồn luôn. Rất là buồn là bởi vì là 10 bé thì giờ chỉ còn có 9 bé ở bên tay trái thôi, còn một bé kia thì đã tiêu rồi mọi người ơi. Thì Phước không 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 hiểu lý do luôn á. Bây giờ buổi sáng này là Phước dậy để Phước thăm nè, giờ Phước cho ăn nè. Bây giờ Phước mới sẽ cho 9 bé rùa này ăn nè. Đây, quay lại không? Đó. Quay lại ăn cám nè. Đó, quay lại ăn cám nè. Ôi, anh em xem nha. Mấy bé rùa ăn rất là khỏe nha. Đó. Bản năng sinh tồn của những chú rùa con này nè, nó tự biết ăn luôn nè mọi người. Đó. Có thấy được một vài con nó ăn rồi đó mọi người. Còn cái bé này thì bây giờ Phước sẽ đi chôn cất nó ha. Đây nè anh em.
À, thôi bây giờ Phước sẽ chôn đó nha. Phước hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có được những cái phút giây giải trí thật là thoải mái, những cái phút giây thư giãn khi đến với kênh của Phước Phù Hộ Vlog để xem những cái video của Phước. Phước cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thì bây giờ Phước sẽ cho vào đây một ít rong và tiếp tục cho những cái bé rùa tennis ball, những bé rùa bon đá này tiếp tục tắm nắng anh em ha. Anh em xem mà nó bơi cái cưng không? Thật sự ra những cái con mét rùa này mọi người nó rất là dễ thương đó, khi mà mình nhìn ngắm nó là mình thấy nó đã lắm mọi người. Nhìn nó rất là cưng đó. Anh em nào mà có cùng cái niềm đam mê nuôi những con bét này giống như Phước thì anh em để lại comment nha. Và Phước sẽ mua thêm bét về để cho anh em cùng chơi nha. Và những bé rùa này Phước sẽ nuôi dưỡng đến khi nào mà nó khỏe, nó size nó to hơn tí xíu mọi người, và nó có thể ăn uống mạnh rồi đó, thì lúc đó Phước sẽ gửi tặng lại những bé này, gọi là chia sẻ niềm đam mê này đến tất cả những em luôn ha anh em ha, và đặc biệt là các bạn nhí đang xem kênh của anh Phước Phù Hộ ha. Khi mà những cái bé này size nó to hơn rồi, nó ăn khỏe rồi, nó mạnh rồi đó, thì anh Phước sẽ làm những cái event để tặng những cái bé rùa này cho các em ha. Thì bây giờ Phước sẽ đi vớt rong ha mọi người ha. Thu nhập chính của Phước là dựa vào cái tiền bán cá beta đó anh em. Thì hôm rày thật sự với anh em mà nói là bán cá beta hôm rày rất là ế, bán ế lắm đó, cho nên là Phước cũng đi vớt rong thế này nè mọi người để kiếm thêm đó. Thì cũng vui lắm mọi người, hôm nay là Phước có mở thêm mà bán cám cho cá beta, thì hôm rày cũng có thêm được cái nguồn thu nhập từ những anh em mà đam mê cá beta, những anh em ủng hộ Phước Phù Hộ đặt mua cám, hôm rày Phước bán cám cũng được nhiều lắm, mừng lắm luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Phước cảm ơn mọi người đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm cám cá beta của Phước Phù Hộ nha. Thì sau khi mà mọi người xem cái bông quá đẹp mọi người. Bông súng đó mọi người, súng này súng kiển. Sau khi mà Phước vớt rong xong về thì Phước sẽ thăm lại những cái bé rùa này và Phước sẽ chế thêm một cái máng để cho các em nó leo lên tối ngủ không có bị lạnh. Phước về đây nè mọi người. Đó, bây giờ là tầm 7 mấy 8 giờ rồi. Đó. Nó ăn thức ăn còn thừa ở dưới rồi mọi người. Nó cắn ra bể á. Mấy con rùa này Phước để ý là hình như nó có ăn rong đó mọi người. Lúc sớm thì Phước có để một ít rong rồi nó ăn, nó ăn nó cắn bứt mấy cái lá rồi mọi người. Thì ở cái video trước á, có mấy anh em biết chơi rùa, anh em có hướng dẫn ở Phước là phải có một cái thòn đá hay là cái gì đó để cho nó leo lên, nó khô. Rồi Phước chế ra cái này. Nhìn nó cũng cũng chưa đẹp lắm nhưng mà thôi kệ. Phước sẽ lùa nó qua một góc. Phước sẽ để lên nha. Đó. Nhìn cũng không được đẹp lắm nhưng mà cũng ổn ha mọi người ha. Đó, giờ Phước sẽ bỏ mấy bé rùa lên đây nè. Thì tối nó ngủ nó sẽ leo lên đây như thế này nè anh em. Thì nó sẽ không có bị lạnh, không có bị lạnh phổi. Đó, đây là mấy anh em mà hướng dẫn Phước ở cái video trước nha. Ê trời, bé kia để ngửa luôn rồi. Để Phước lặt lại nha. Ôi, nó nhoi quá, nó bò xuống rồi mọi người. Nó dịu lên, nó bò xuống. Cái này có vẻ như nó nhẹ quá. Lên con, chua dưới luôn rồi.
nó lại bò xuống nữa rồi. Thôi kệ đấy anh em, đó để cho nó tự nhiên đi. À, nó thích bơi thì nó bơi, à, rồi nó thích chui vô rong thì nó chui vô rong, à, và nó thích nó leo lên bờ thì nó để cho nó leo lên bờ, nó để nó tự nhiên ha. Ở cái video gieo sao mọi người, à, Phước sẽ sell những cái con cá beta, à, Phước sẽ giảm giá cực mạnh luôn ha anh em ha, à, bởi vì hôm ngày Phước bán cá ế quá, à, cũng không có thu nhập nhiều. Cái nhất cái hai nữa là gần Tết rồi, đó, cho nên là Phước sẽ sell mạnh. À, những con cá của Phước, Phước chỉ bán với giá 100.000 thôi ha mọi người ha, à, chỉ giá 100.000 thôi, à, mọi người nhớ đón xem và ủng hộ cho Phước vào video sau nha mọi người, à, xin chào tạm biệt.